Hello, anh chào anh em ha. Thì hôm nay mình xin test cái con dàn Sony anh em ha. Con này nhìn rất là đẹp ha anh em. Lo đầy đủ cây căng ha. Thì con này thì cái CD DVD nó là mình để mình nhắn vô nó ối hay không anh em ha. Thì mình test chức năng đây là mình test chức năng của cổng AUX. AUX là đây là chỉnh chế độ ha. MD là sao mình có chui MD, DVD, tuner, video. Mình sao mình ghim cổng video anh em ha. Ok, đi test nhạc ha. Âm lượng ha anh em. Ở đây là mình chỉnh chế độ nhạc ha. Nhạc bóp nè. Da, classic, đen. Đây là mình tăng bass ha. Này là tăng theo bass, này là tăng chép. Lỗi nào chứ không được anh em ha. Tôi lính trần xa nhà, từng đêm phút vui thuyền theo gió núi, biết ai đâu hẹn hò, lòng người hay đắn đo. Đã ban cho bạn đường là tay súng, mến yêu tôi thì nhung. Ok, cảm ơn em ha.